Niệm Phật lớn tiếng có lợi ích gì? Nghe nè, khi niệm Phật, nếu vọng niệm dấy khởi liên miên, tâm thức tạp loạn không thể chuyên chú, ắt cần phải niệm lớn tiếng để nhiếp tâm. Dùng tai lắng nghe, nghe có thể trừ được vọng niệm. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. Chúng ta đa phần là làm cái gì mà nói phước báo lớn, công đức lớn, nhân duyên lớn, chúng sanh thích. Nhưng quý vị phải nhớ rằng đến một ngày nào mình tu tập, tự nhiên mình sẽ hiểu rằng cái nguyên lý này nè. Thí dụ như quý vị niệm Phật là vì người, vì xây một ngôi chùa là cái lợi ích, cái xác thực là lợi ích chúng sanh được lợi ích. Vì nấu buổi ăn là chúng sanh ăn ngon vui thích. Có nghĩa là cái lợi ích là ngay cái công đức phước duyên lớn là ngay chỗ này nè. Là cái làm đó là nghĩ gì người ta được lợi ích nhiều, nên duyên phước lớn. Còn công đức là tâm của mình bình đẳng niệm niệm gì người, đó là công đức. Nhớ nha. Niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. Một, có thể trừ bệnh ngủ gật. Thì khi quý vị ngủ hôn trầm thì con người quý vị nó mệt mỏi, quý vị giống như nếu mình mà còn im nữa thì nó im luôn, giống như những người người ta im 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 thì người ta ưa ngủ gật. Ví dụ mình lên mình niệm địa chung đi, A Di Đà Phật, 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 nghĩa là mình háo hức, ví dụ mình là buồn ngủ, A Di Đà Phật, 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 nghĩa là nhờ cái tiếng lớn tiếng này nó làm mình tỉnh lại. Cái tiếng nghe, cái mình niệm ra rồi tiếng lỗ tai mình nghe, nên con người mình nó nhiếp tâm vào chỗ đó nên mình tỉnh được. Và Nam mô A Di Đà Phật, 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 mình ngủ gục mà mình buồn ngủ mà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nếu mà giờ mình ngủ gục vậy mà mình còn im im những đức diễn cho vị thấy đó, đó. Mình niệm lớn lên mình đỡ hôn trầm, mình đỡ buồn ngủ đó, chỉ bệnh ngủ gật. Còn nếu mình im 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 thì mình ngủ luôn vậy nè. Như mình tụng kinh thì mình tụng lớn lên thì mình cũng đỡ buồn ngủ. Mình trình chú mình tụng lớn lên thì cũng đỡ buồn ngủ. Còn nếu như mà bản thân mình mà im 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 nó ngủ luôn. Nhưng mà lớn có những lúc bản thân của mình lớn lên cái mình nhẹ nhẹ lại, tại vì nếu lớn hoài có khi mình mệt sao? Tụng lâu dài, niệm lâu dài không nổi. Hoặc lễ Phật đi, như đức niệm câu quý vị nghe, câu sáu vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó lớn lên vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đó niệm lên vậy làm vị tỉnh. Mà đồng chúng mà phát âm lên như vậy, như cái ngày Phật đản này, cái buổi sáng cái pháp hội Di Đà này, sẽ có niệm Phật lễ Phật háo hức lên như vậy đó, nó trị bệnh ngủ gật anh nhé, lợi ích rất là lớn đó. Hai, thiên ma kinh sợ. Quý vị biết rằng ma là gì? Ma là sự hung bạo dữ dằn xấu ác, muốn hại người, muốn ích kỷ, chỉ biết mình không biết ai. Rồi thí dụ như muốn chù dập, muốn hại người khác, muốn hạ bệ người ta để lợi ích cho mình, đó là ma. Ma là như vậy đó. Vì phải hiểu cái danh từ của chữ ma. Ma có khi là cái hình thức mà mình thấy. Ma là con người, mà con người này chỉ biết mình không biết ai cả, chỉ biết lợi mình không biết lợi ai cả. Nên quý vị biết rằng tại sao một con người xấu ác họ nghe cái thiện họ ghét lắm, họ nghe cái tốt họ ghét lắm, họ thích đấu đá tranh giành, họ thích là phải làm cho người ta phải hơn thua nhau, họ thích đem chuyện này người đẩy chuyện người khác để cho người khác phải đấu đá nhau, họ trục lợi được một chút vật chất gọi là ma. Nên từ nơi đó mà tiếng niệm Phật đồ này kia, có những người vì họ không bao giờ nghe được tiếng niệm Phật, họ nghe tiếng niệm Phật một là họ sợ, họ ngủ không được, họ nhức đầu, họ căng thẳng thần kinh, họ kêu mình tắt đi,
Có những người, người ta cài niệm Phật nhặt giờ, họ nghe họ cũng chửi người ta, đó là ma. Ma là như vậy. Quý vị lý giải chỗ này là xác thực nhất, cái đó là tâm ma của mình, hiểu không? Còn có những loại tâm sợ hãi về cái hình tướng của ma, tự nhiên tâm nghĩ sự thành. Còn quý vị coi từ xưa tới nay, quý vị coi có con ma nào bóp họng người ta, hay là làm người ta mang thai bỏ gì đó, hay là gạt tiền gạt bạc đó đó, hoặc là khiêu khích người ta. Có con ma nào quý vị nghe nó khiêu khích không? Khiêu khích người ta đầu này khiêu khích đầu kia không? Không có. Hoặc châm chích người ta đầu này đầu nọ, hạ bệ người ta có không? Không. Nhưng mà là có người, nên gọi là thiên ma kinh sợ, là có người tâm địa xấu ác. Họ sẽ không nghe được tiếng niệm Phật, họ sẽ cảm thấy nặng nề, nhức đầu, bản tâm lo âu, khó chịu. Đó là sợ đó quý vị. Nên quý vị mà nghe được có Phật hiệu, nghe được có Phật hiệu, nên có một cái gia đình này, mỗi sáng họ dụng công họ tu, họ niệm Phật, lễ Phật. Cái gia đình kế bên không chịu nghe, vậy mà nghe giết chuyển hóa luôn quý vị. Tí ban đầu là sợ, mà nghe giết chuyển cái tâm sợ hãi thành an tâm. Giống như chùa mình nè, ngay chùa mình phía trước này có một cái chạm gác dân quân gì đó, mấy anh lính. Vậy mà ta nghe niệm Phật bên chùa mình vang vang qua, không bao giờ nói một tiếng, không bao giờ nói một tiếng gì. Mà bữa nào có khi mà máy niệm Phật bị hư gì, người ta còn hỏi: ủa mấy thầy, lúc này sao máy niệm Phật nó không niệm nữa thầy? Thầy thấy không? Người ta nghe chứ người ta quen, tự nhiên người ta thành thiện căn. Nên tiếng niệm Phật thiên ma kinh sợ. Chúng những đức giải thích cho quý vị xác thực, chứ những đức không nói chuyện thiên ma là ở đâu. Còn cảnh giới thiên ma là cũng từ tâm con người xấu ác mà nhập cảnh nhập duyên vào cái việc của cảnh giới ma đạo vậy thôi. Còn chúng ta niệm Phật thiên ma kinh sợ, tránh xa ra. Ba tiếng biến khắp mười phương, một câu Phật hiệu quý vị niệm lên, biến khắp mười phương khắp pháp giới. Đây gọi là thiện tâm, nên gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thì quý vị thấy cái công đức niệm Phật chưa? Còn nếu như cái tâm địa ác xấu ác hại người, quý vị châm chích nói lời thị phi này kia, cũng là biến khắp mười phương, nhưng quý vị tạo tội nghiệp với chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Đây gọi là ô nhiễm cảnh giới chúng sanh, làm cho kiếp nạn chúng sanh khổ đau thiên. Nên một tâm địa ác cực kỳ khổ, gọi là một tâm địa ác vạn ác, một tâm niệm thiện vạn thiện. Niệm Phật là vạn thiện, niệm ác là vạn ác. Vì chọn đi tỷ vị. Bốn, dứt khổ trong ba đường ác. Quý vị coi, cái ác của chúng ta mà chiêu cảm đi đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà câu Phật hiệu này lượng khắp mười phương khắp pháp giới, lượng vào cảnh giới ba đường ác. Nên một cái pháp hội mà bao nhiêu con người, mấy chục ngàn con người mà tu tập niệm Phật, quý vị coi chúng sanh sẽ giảm bớt kiếp nạn cỡ nào. Cầu nguyện chúng sanh bớt nóng, bớt khổ đau, cảnh giới địa ngục nóng, cảnh giới của ngạ quỷ đói khát, cảnh giới của chúng sanh ngu si. Mà cái câu Phật hiệu là vô lượng trí, vô lượng lực, vô lượng mát mẻ, vô lượng trí tuệ, thì giảm bớt những khổ đau đó. Nên câu Phật hiệu của pháp hội tu, mà ngay ngày Phật đản mà buổi sáng một cái pháp hội cùng kết hợp để tu tập một pháp hội Di Đà, cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải đi và chúng sanh khổ đau giảm tối đa, ba đường ác dừng khổ. Đây, tiếng biến khắp mười phương, bốn dứt khổ trong ba đường ác. Vì thấy cái công đức niệm Phật chưa? Quá thù thắng. Năm, âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. Vì khi mình niệm Phật lớn lên thì từ lỗ tai mình nghe âm thanh bên ngoài, vì có nghe cũng mặc kệ, vì cái lỗ tai vì là nghe có Phật hiệu, nên gọi là miệng niệm tai nghe là cái quan trọng. Khi vị đang niệm Phật, vì cái tiếng bên ngoài xe chạy, nhạc âm thanh này kia vang vào, vị mặc kệ. Nghĩa là quý vị không lọt vào là gì? Quý vị nghe mặc kệ, vì cứ nghe có Phật hiệu thì tự nhiên nó không bị ảnh hưởng vào. Vì có Phật hiệu niệm hay không? Cực kỳ hay luôn. Và cái tiếng âm thanh mà hơn thua đấu đá tranh giành, rồi chăm chích chửi mắng mình, quý vị sẽ không bao giờ đem để vào lỗ tai. Dù có nghe đi chăng nữa không phiền não, đó là cái hay. Chính bản thân như tôi cảm nhận được điều này. Nếu không niệm Phật thì dù có những người ta khôn, người ta không nói, nhưng người ta sẽ tìm cách khác, từ cách khác để mà hại lại,
đây vẫn là tâm địa ác. Còn nếu như quý vị đã là người niệm Phật, quý vị sẽ không có cái tâm ác hại họ. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật để mong cầu nguyện cho họ chuyển tâm, đó là điều tốt. 6. Tâm chẳng tán loạn. Vì cái tâm quý vị đặt vào câu Phật hiểu đó, tán loạn là nghĩ lu bu, nghĩ lộn xộn, nghĩ tứ tung lang thang, chuyện chưa đến cũng nghĩ. Nên có cái câu bài kệ như Đức từng đọc là: bị vãng qua rồi chớ vãng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Nên vì niệm Phật sẽ kiết tường. Còn không niệm Phật thì tâm lo trước, lo sau, lo được, lo mắc, lo đủ chuyện, gọi là tán loạn. Mà đem cái tâm tán loạn đó trụ vào câu Phật hiệu thì an định tâm. Nên gọi là tâm chẳng tán loạn, niệm Phật tâm chẳng tán loạn, giúp cho mình bình an, tích tụ nguồn năng lượng, an vui, vui vẻ, an lạc. Thì có một câu Phật hiệu hay chưa? Tại sao không niệm? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, cố gắng niệm Phật. 7. Tinh tấn dũng mạnh. Có nghĩa là càng niệm Phật lớn tiếng lên, dũng mạnh, dũng mạnh, dũng mạnh, vượt qua mọi khó khăn, tiến thẳng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dũng mạnh tinh tấn. Dũng mạnh là mạnh mẽ trước sự khó khăn, không lùi bước, trước cái bị người ta gầy la chửi mắng không bao giờ buồn phiền, luôn luôn tiến về giải thoát. Dũng mạnh tinh tấn mà quý vị câu Phật hiệu phải gầy dựng và phải cố gắng niệm, cái quan trọng. 8. Chư Phật quan hỷ. Quý vị là người sanh trong thời mạt pháp này, bao nhiêu con người hơn thua đấu đá, bao nhiêu con người vì vật chất mà tạo tội nghiệp trước. Quý vị là người đi đến chùa để tu tập thứ bảy chủ nhật, rồi pháp hội Phật đản tập trung về tu tập niệm Phật hướng về giải thoát, rồi đem Phật pháp mỗi ngày giới thiệu, tuy trong cái cõi trượt ác khổ đau, rồi có người chạy theo cái xã hội văn minh, chạy theo vật chất, mà mình mỗi ngày chịu niệm Phật, chịu khó chịu khổ niệm Phật lễ Phật, trong khi người ta lang thang đi đầu này đầu kia, chứ người ta không chịu ngồi niệm Phật lễ Phật, mình chịu ngồi niệm Phật lễ Phật lễ Quan Âm. Nên chư Phật quan hỷ, chư Phật tán thán, mà được chư Phật tán thán, chư Phật quan hỷ thì duyên phước bị tăng lên rất lớn. Nên niệm câu Phật hiệu này duyên phước tăng rất lớn, vì chư Phật quan hỷ, chư Phật tán thán. Vì nghe tự nhiên lòng mình hưng khởi thích niệm Phật, thích đi đâu cũng đem máy niệm Phật, đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, việc thuận việc nghịch gì A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quan trọng. 8. Chư Phật quan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. Tam muội là chánh định, còn gọi là thiện, còn gọi là nghĩ thiện, nghĩ những điều chân chánh, những nghĩ những điều tốt đẹp. Dù người ta có cái tâm hại mình, tâm chửi mắng mình vẫn luôn luôn là niệm Phật, nghĩ những điều lợi ích cho người ta. Như bây giờ bản thân những đức thường chia sẻ, nói những việc mà thị phi của người ta, những đức điều mong người ta có thể nghe, dù người ta có thể chửi mình tiếp tục, mình vẫn nói những điều đó, mong người ta có một ngày nào người ta có thể quay đầu. Nếu không ai nói chuyện thì người ta cứ nghĩ việc đó là đặc biệt, cứ lao theo. Còn giờ mình nói gì người ta vẫn chửi mình, vẫn chửi mình vẫn nói thiện cho người ta, mong người ta một ngày nào lỡ người ta gặp sự cố gì, người ta còn có cơ hội quay đầu. Hoặc là khi cuối đời người ta lỡ bị sự cố gì, hoặc là người ta bị ung thư hay bị bệnh gì trong cuộc đời, thì Phật nói sanh già bệnh chết mà mình đâu có chù người ta. Nhưng mà lỡ người ta bị gì, người ta nhớ lại bản thân người ta bây giờ còn sống, còn cơ hội niệm Phật để quay đầu. Con tạo tội nghiệp nặng như vậy, con chửi mắng thầy như vậy, bây giờ con quay đầu con niệm Phật được giảng sanh hay không thầy? Được. Chỉ cần chân thật quay đầu niệm Phật, Phật không bỏ chúng ta. Tâm từ bi của người học Phật không bỏ mình đâu. Cố gắng niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Tam muội hiện tiền là nghĩ thiện đó quý vị. 10. Vãng sanh tịnh độ. Đây là cái gì kết thúc của cuộc đời quá tuyệt vời, kết thúc của cuộc đời quá đặc biệt. Nên đây này, chữ tam muội còn gọi là tam ma đề hoặc tam ma địa, Trung Hoa dịch là chánh định. Chánh là sự chân chánh, hướng đến chân chánh. Chữ định này là chúng ta không bị trần cảnh buộc ràng lôi kéo làm phiền não là định. Chánh là chân chánh, luôn luôn nghĩ những điều chân chánh, nghĩ những điều tốt đẹp, không bị ai dao động tâm xui khiến mình làm những điều sai quấy, gọi là chánh định. Tức là lìa các tà niệm, tâm trụ một chỗ không có tà niệm, đó là niệm Phật. Niệm Phật là tâm định một chỗ hay nhất, đặc biệt nhất. Nên 10 công đức niệm Phật lớn tiếng bị nghe rất là hay. Những đức cảm nhận được cái công đức niệm Phật và lực niệm Phật và trí tuệ niệm Phật thù thắng. Thì biết rằng là
Có khi từ sáng mà những đức thức dậy lúc mà 2 giờ mấy 3 giờ ngủ một chút mà thức dậy rồi niệm Phật lễ Phật này kia, xong như cái sáng thứ sáu ví dụ đi, những đức làm việc là từ xuống nhà bếp lúc mà khoảng gần 4 giờ rồi xuống đó là những đức ốp sườn chiên cho ngày chủ nhật, chiên ngày chủ nhật là những đức chiên suốt luôn, xong rồi là mấy cô còn dọn dẹp bếp, nghe những đức tranh thủ chạy về tắm cạo đầu một cái thay đồ, xong một cái là qua ăn cơm, ăn cơm xong nói chuyện cho cụ rồi đại chúng vui một cái, xong rồi những đức tranh thủ đi qua Đại Tùng Lâm làm cái đám cho vào một bà cụ bà mắt. Làm đám xong rồi những đức đi ra đạo tràng 4, những đức quay một đoạn phim nói chuyện để cho Phật tử khắp nơi thấy xác thực cái việc mình đang xây ngôi chùa đạo tràng 4 để khoảng 1.000 người ở, người ta thấy, khi người ta thấy, người ta nhìn thấy làm xác thực, người ta cũng có những người ta cũng phát tâm cùng chung tay với Hòa Thượng để xây chùa lợi ích cho chúng sanh thôi. Rồi đi một vòng về đến đây chia sẻ Phật pháp thì quý vị thấy rằng là thời gian mà tính ra mà 8-9 tiếng đồng hồ để làm việc không một chút nghỉ ngơi luôn, không ngồi nghỉ ngơi được chút nào, làm việc suốt luôn mà vẫn khỏe, rồi đầu óc hoạt bát vui vẻ an lạc, nó không có đầu óc không bị đơ nha quý vị, thì rõ ràng nhờ công đức niệm Phật. Nên như Đức nói với quý vị nghe là mỗi lúc mỗi nơi quý vị cứ nhớ Phật niệm Phật đi. Quý vị bận tâm nặng nề lo âu thì nó sẽ đóng băng cái đầu óc quý vị luôn, căng thẳng. Còn khi quý vị niệm Phật là nó giống như nó được giải tỏa những cái nặng nề của thần kinh. Tại vì có người nghĩ thiện thì tâm mình an lạc, mà nghĩ ai với Đạo Phật là nghĩ đại thiện, là nghĩ về đại giải thoát, nghĩ về lợi ích cho người ta thôi. Nên từ nó nghĩ ai với Đạo Phật, nó sẽ phát sinh những trí tuệ cho mình, rồi nó phát được cái tâm lực, trí lực, nguyện lực của mình mạnh lên, rộng lớn lên. Từ ngay cái chỗ nghĩ ai với Đạo Phật thôi mà nó lợi ích rất là lớn, lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nên mỗi một người chúng ta đến với cuộc đời này mà mình có thể gặp được pháp môn niệm Phật, mà mình tin, mình niệm, mình chân thật mình niệm Phật, mình tin Phật, mình niệm Phật, đây là cái hạnh phúc trong cuộc đời mình lớn lắm. Hạnh phúc rất là lớn. Nhưng Đức thấy rồi, những vị như Hòa Thượng mình, các ngài tu nhiều chục năm vậy mà tâm lượng của các ngài càng rộng lớn, và đến tuổi 84 này mà các ngài còn phát tâm làm những việc ý nghĩa để là cho người sau này được hưởng nhờ cái ăn đức của các ngài. Thì quý vị biết rằng là nhờ ngay cái chỗ các ngài nhìn ra được cái việc làm ý nghĩa trong cuộc đời mà các ngài làm như vậy. Nên những đức thấy rằng là từ ngay câu Phật hiệu này mà từ một con người như những đức ở ngoài đời có nghĩ cái gì lợi ích cho người ta đâu. Vậy mà bây giờ những đức cũng nghĩ những việc lợi ích cho mọi người, làm những việc lợi ích cho mọi người để chân thật đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Quý vị biết rằng là từ ngay chỗ niệm Phật mà phát tâm rộng lớn ra, niệm niệm nghĩ gì người không có màng đến những cái việc mà ai nói gì, chỉ cần lợi ích cho người ta, làm những việc lợi ích cho chúng sanh là tự nhiên trong lòng thấy vui à. Nên quý vị thấy những đức giảng pháp rất là vui, nói chuyện vui, ăn cơm xong chọc Phật tử vui, qua đạo tràng nói chuyện các cụ vui, có nghĩa là gặp người người vui, tự nhiên nó an lạc, nó vui thì sao trong tâm mình, mà càng niệm Phật càng vui nghe quý vị, đây là 100% luôn. Càng niệm Phật càng sanh hoan hỷ, càng niệm Phật càng vui, càng niệm Phật càng an lạc. Đây là chính bản thân những đức xác thực 100%. Trong cái công việc những đức rất là nhiều, những đức còn chia sẻ Phật pháp. Nếu như mà bản thân những đức mà phiền não này kia, những đức chia sẻ Phật pháp là cái như quý vị lãnh đủ, người nghe lãnh đủ, hoặc là những đức tức tối lên, những đức chửi bới sùm, hoặc là những đức đấu đá sùm, hoặc ai nói tới những đức tức tối gì, những đức nghĩ bản thân mình làm nhiều việc lợi ích cho người ta mà người ta còn nói mình này kia, mình tức lên,
Nhưng mà không ngờ nhờ cái công đức niệm Phật thôi mà tự nhiên cái tâm mình an lạc vui vẻ. Giết rồi tự nhiên mình thấy tội nghiệp người ta thôi, chứ không có cái tâm mà mình chù ẻo tức tối gì với ai. Có nghĩa là rõ ràng đây là 100% lợi ích của cái công đức niệm Phật. Lợi ích của cái công đức niệm Phật rất là lớn. Nên á, mình mỗi ngày mình nhớ Phật, niệm Phật, mình nghĩ những việc thiện, việc tốt, làm lợi ích cho mọi người. Nên những đức mỗi lần mà gặp chúng trong chùa, mấy anh em từ xuất gia, rồi hàng cư sĩ, rồi các cô, các cụ, những đức đều nói rằng phải sống cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. Phải làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái cơ hội giống như mình đi tu mà thờ hoàng kim cuộc đời mình. Đây là cái việc mình rất mừng. Nương vào cái đức của Hòa Thượng để mình làm những việc ý nghĩa. Rồi lây quay ngày lễ Phật đản đến nữa nè. Phật tử khắp nơi nơi người ta về. Bữa nay mùng 4 rồi. Thì mùng 7 đồ này kia là người ta về ao ao rồi. Chiều mùng 7 đó những đức buổi tối 6 giờ những đức chia sẻ Phật Pháp. Các đạo tràng tập trung và qua nghe đó. Thì biết rằng là cái nhân duyên được đi tu mà làm những việc ý nghĩa này, rồi mình lo cho các cụ được, rồi nhiều cụ, các cụ có những hoàn cảnh khổ này kia, mình lo cho các cụ được. Giống như bà cụ mới mắc những đức làm đám đấy, con cái cũng không có thương cụ, cụ được nương tựa Tam Bảo. Quý vị coi những ngôi chùa xây lên mà bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu người vui, người buồn, người có nguyện vô chùa, người bị con cái hắt hủi. Cũng nhờ như vậy mà các cụ được nương tựa tu tập. Mà số lượng người ở rất là đông, những ngôi chùa rất thật là lớn. Quý vị coi chùa cao Phật lớn, đâu phải là chùa cao Phật lớn nào cũng là không làm lợi ích đâu. Nên mình mọi người phải nhận thức, nếu như xây được ngôi chùa cao Phật lớn mà cho chúng sanh người ta được nương tựa tu hành thì quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Đó. Nên á, những việc làm thì những đức thấy xác thực quá ý nghĩa. Mình ở đây mình thấy rõ ràng, nếu như bây giờ Hòa Thượng xây chùa cao Phật lớn mà không ai tu tập và không cho ai ở, những đức cũng không có hưng khởi cái tâm đâu quý vị. Nhưng mà mình đi đến đây mình thấy rõ ràng Hòa Thượng ngày làm, ngày cho người ta ở rồi, người ta được ở nương tựa tu hành. Chứ ngài cũng ở cái giường, những đức qua chỗ ở Hòa Thượng thấy rõ ràng nằm cái giường mấy cái gối vậy thôi. Tuổi già 84 tuổi rồi bây giờ quý vị coi, ở cái giường vậy thôi, lo lắng kia cộm để mà xây dựng chùa chiền cho người ta ở người ta tốt. Ví dụ như cuộc đời mình đi, bây giờ bao nhiêu người cúng dường cho mình mà mình làm việc lợi ích cho người ta thì hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói với mình. Cái việc quý vị cúng dường đó nó lợi ích quá trời luôn. Vì làm cho người ta, đúng không? Còn nếu như mà người ta cúng dường cho mình mà mình không làm gì hết trơn thì cái việc này mình có lỗi làm, có tội, gán chịu. Nhưng mà người ta cúng dường mà mình làm việc lợi ích cho người ta thì việc này ai có nói gì đi chăng nữa, mình vẫn là tu duyên tu phước. Nghiệp thì tiêu, phước thì tăng. Nghiệp thì tiêu, phước thì tăng. Nên á, mọi người chúng ta phải nhìn nhận được cái việc lợi ích xác thực. Thật sự mà quý vị, mình gieo một cái hạt giống mà đúng nơi đúng chỗ nó cũng hạnh phúc, nó cũng ra qua kết quả. Tại vì hạt giống mình gieo đúng nơi đúng chỗ, đúng một mảnh đất phù sa. Nên những đức nói rằng là mình bây giờ, từ bây giờ cho tới hết cuộc đời mình, giống như mình làm việc cho Phật A Di Đà, chân thật làm. Giống như chùa mình là cái trạm tiếp dẫn chúng sanh về thế giới cực lạc. Rồi lay quay chương trình khiếm thị đồ này như thế kia đều tổ chức, bao nhiêu con người được về chùa. Thật sự thì chương trình khiếm thị như Đức đã từng tặng máy niệm Phật nè, từng máy nghe Pháp nè, như Đức đã chia sẻ Phật Pháp cho họ nghe đầy đủ hết trơn. Có nghĩa là chúng sanh được về chùa mình đều gieo duyên nhỏ hết. Người phát duyên thì cố gắng tu tập niệm Phật, một đời này niệm Phật liền khổ được vui. Còn người mà người ta chưa phát tâm đó thì người ta cũng được gieo rồi. Giống như Đức Phật nói rằng người càng độ thì ta cũng đã độ rồi, người càng kết duyên ta cũng làm rồi. Có nghĩa là cả đời của Đức Phật cũng nhiệt tình làm như vậy. Mình học Phật thì cả đời mình cũng chân thật nỗ lực hết mình, mình cố gắng mình làm. Nên ai hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Mình cũng nói hết lòng để cho người ta hiểu. Người ta không muốn hiểu kệ người ta.
Không có hiểu kệ người ta. Thí dụ như những đứa có lịch sử như đứa thấy, có những ông vua, ông bạo quân, ông không nghĩ về người dân, không nghĩ về ai, chỉ nghĩ cái sự hưởng thụ của ông không, gọi là bá gia bá tánh mà kiêu ghiêu. Thì quý vị phải nhớ rằng kiêu ghiêu, quán thang, thí dụ như không biết tu gì thì gặp những sự mà người ta tàn hại mình thì kiêu ghiêu quán thang, thì nó cũng đến, nó làm cho ông vua này tổn hết phước đức, và tổn phước thì tổn thọ, thì ông có thể chết sớm. Nhưng mà sự kiêu ghiêu quán thang đó, không hiểu sâu về nhân quả, thì mình cũng bị tổn phước. Tại vì học Phật thì mới hiểu được, còn không, không học Phật thì chúng ta thấy cái gì không phải là chúng ta kiêu ghiêu quán thang vậy thôi. Mà đúng ngay ông này ổng ác, thì tự nhiên cái phước đức của ổng nó bị tổn rất lớn. Mà tổn phước, tổn đức rồi thì tổn thọ, à, chết sớm. Cái kỳ mất nước và chết sớm. Thì quý vị bị bá gia quá, bá tánh kiêu ghiêu ghê lắm, không đơn giản đâu. Nhưng nếu như một người, một ông vua mà ông làm việc thiện việc tốt, lợi ích cho mọi người, mà mình á chửi mắng, mình chu dập ông, thì nghiệp ông tiêu, mà phước ông tăng lên. Mà quý vị chu dập ngay cái người ta làm thiện làm tốt, thì giống hệt như quý vị cầm banh, quý vị liền vô tường. Liền mạnh thì nó dội chúng vì mạnh, liền nhẹ thì chúng nhẹ, mà liền mạnh thì chúng mạnh. Quý vị phải nhớ cái tác động nó không đơn giản. Nên mình cứ muốn tác động, mình phải suy nghĩ, mình phải tìm hiểu cho thật kỹ, đừng có tác động tùy tiện. Đó. Thí dụ như bây giờ chùa chiền của mình xây bao nhiêu điểm chùa lên, bao nhiêu người già khắp nơi nơi được về ở, được nương tựa, được tu hành. Nếu như mà quý vị mà tự nhiên mình gặp những cái như vậy, mình Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện cho quý thầy, quý sư cô có sức khỏe để nuôi những người già. Chỉ cần một cái câu như vậy thôi là mình đã có phước rồi, có duyên có phước rồi đó quý vị. Tại vì người ta làm việc thiện việc tốt, mình không làm được, mình Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện cho quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều có sức khỏe để lo cho nhiều người, lo cho nhiều chúng sanh, thì mình có duyên có phước rồi. Có duyên có phước. Nhưng mà mình gặp những cái việc ta làm thiện làm tốt nhưng mà mình không hiểu gì, mình tác động vào, không đơn giản. Cái những đức thật sự, những đức cũng không ăn thua gì những đức. Nhưng mà tại sao những đức thường giảng chỗ này? Vì mong cho họ nghe, để bản thân của họ có khi. Mình đâu có muốn người ta tạo tội đâu quý vị, người ta thích tạo kệ người ta. Nhưng mà mình cũng chân thật hết lòng để mà mình chia sẻ. Đó. Nếu như quý vị tác động ngay một cái chỗ mà nó thiện quá, nó làm nhiều việc tốt quá mà tác động vô, không đơn giản. Nó không đơn giản đó quý vị, cái quả báo nó kinh khủng lắm. Nó đến với mình rất là nhanh. Tại vì quý vị tác động vào cái chỗ thiện thì cái phước đức quý vị sẽ mất sạch, và bệnh đau thọ mạng quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Gia đạo tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Đó. Nên á, chúng ta là toàn là người phàm mắt thịt không. Có những chuyện người khác làm ta phát tâm làm sao, mình cũng không hiểu. Nhất là những người mà có sức ảnh hưởng với công chúng. Thôi, nếu mà người ta không phải thì thọ mạng người ta, phước báo thọ mạng kệ người ta. Mình tác động vào, nếu như bản thân của mình mà vì kiếm chút vật chất mình tác động vào, có khi mình không hiểu mà mình làm, mình tác động không phải. Nhiều người người ta vào, người ta chửi bới tầm bậy, nguy hiểm lắm quý vị ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Đó. Nên á, mình chỉ cần là thấy người ta làm việc gì tốt, việc thiện, Nam Mô Di Đà Phật. Dù một việc thiện, việc tốt, người dù như Hòa Thượng ngày xây đạo tràng 4, mình có tiền cúng dường đi, mình nghe tin thầy nói gì, Nam Mô Di Đà Phật, mình tu tập, mình cầu nguyện. Con cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho Hòa Thượng có sức khỏe, cho chúng tăng có sức khỏe, mọi việc suôn sẻ, để xây hình thành một ngôi chùa đạo tràng 4, 1000 người ở, từng đời người được nương tựa, tu hành cầu giải thoát. Chỉ cần một câu vậy thôi, quý vị đã có phước đức rất lớn. Chứ không phải nói cái chuyện mà ai kêu gọi quyên góp cũng là tội lỗi không đâu quý vị. Bao nhiêu cái kiện chùa ở cái đất nước Việt Nam chúng ta mọc lên, cũng bao nhiêu con người khi phát động xây dựng cũng nêu lên cho Phật tử khắp nơi biết để cùng chung tay.
đâu phải việc làm đó làm là tội lỗi đâu quý vị. Vì họ cũng cực khổ, họ cũng xây dựng, họ cũng kêu gọi, nhưng họ cũng ở một cái phòng, một cái giường. Còn bao nhiêu con người cũng được về ở tu tập nương tựa. Chùa là tổ ấm ta về mà quý vị, đúng không? Nên từ nơi đó mà mình gặp ai xây dựng, xây chùa chiền, tạo tự, tạo tượng Phật, bản thân mình dù không có tiền, mình cũng chắp tay Nam Mô với Đà Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho quý thầy, quý sư cô làm được suôn sẻ một ngôi giả lam, một pho tượng, một bộ tượng cho chúng sanh có chỗ gỡ gắm nương tựa. Có khi người ta gặp sự cố gì, người ta đến tượng Phật, người ta chắp tay, người ta cầu nguyện. Con có cái khổ đó, con chồng, con vợ, con gia đình con, hoặc chết choi, chết gì chưa có cái tìm xác được. Người ta cũng đến Phật Bồ Tát, tượng Phật người ta gỡ gắm, ta nương tựa, người ta cầu nguyện. Thấy không? Quý vị thấy rất rõ ràng luôn. Nên bản thân chúng ta là người bình thường, bình thường vì một gia đình của mình, mình đừng nên tùy tiện đưa vào những cái sự việc lời nói mà mình mà phê phán này kia. Đừng nên quý vị ơi, nguy hiểm lắm, ghê lắm, không có giỡn đâu. Tại vì cái phước duyên lớn lắm, người ta mới tạo một ngôi chùa, bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu Phật tử. Dù bây giờ về nhìn tượng Phật, người ta cũng nhờ cái ngôi chùa để xây lên, người ta nhìn được tượng Phật, cũng gieo cái duyên chủng tử Phật vô tâm người ta để đắc độ về sau. Nó không đơn giản. Còn nếu như cái tâm người ta tình chấp về vật chất mà người ta tình chấp nặng nề thì quả báo tự người ta chịu. Nên những đức thấy thời cuộc nhiều kiếp nạn chúng sanh, những đức mong rằng bản thân mình chỉ sẽ Phật pháp, khuyên người niệm Phật mình cũng nói những điều này, tâm những đức rất thoải mái quý vị. Ai thích tạo nghiệp thì kể nó thôi. Nhưng bản thân mình là vai trò là người đem Phật pháp giới thiệu thì bản thân mình chân thật mình khuyên vậy thôi. Ai thích sao kệ người ta. Cả bản thân những đức người ta cũng chửi. Mà có nhiều Phật tử cũng nói à, thầy ơi, người ta càng chửi thầy thì người ta thì thầy càng nổi tiếng. Người ta càng chửi thầy thì chúng con càng thương thầy à. Tại vì chúng con hiểu thầy, người ta không hiểu thầy. Đúng. Nhưng mà bản thân của mình phải càng hướng dẫn người ta. Có khi người ta gặp sự cố gì, người ta nói à, lúc trước mình cũng nghe ông thầy không nói gì mà mình dẫn là chửi bới, mình dẫn làm hoài. Bây giờ quả báo đến với mình, ôi rõ ràng rồi. Thôi, Nam Mô với Đà Phật, con niệm Phật, con đã biết con sai lầm, con lỗi lầm. Nhà Phật nói câu quay đầu là bờ quý vị. Quay đầu là bờ. Trong cuộc đời nhân vô thập toàn, ai cũng có cái đúng mà ai cũng có cái sai. Không ai hoàn toàn đúng mà cũng không ai hoàn toàn sai. Không. Mỗi một cái tâm nguyện đều có cái lợi ích, cái tốt cho chúng sanh là được rồi. Người ở chùa tu cũng có cái tốt, người đi ngoài đường cũng tốt, người ngồi gốc cây cũng tốt. Chỉ cần có tâm tu, có tâm niệm Phật là tốt. Người một đời giải thoát cũng tốt, nhiều đời giải thoát cũng tốt. Ở cõi đời này độ sanh cũng tốt, về cực lạc quay lại độ sanh cũng tốt. Như thế nào cũng tốt. Quý vị làm thiện cũng tốt, quý vị phát tâm quý vị làm ác nó cũng tốt. Vì sao? Vì quý vị phát tâm quý vị làm ác, nó khảo đảo người làm thiện, để coi người thiện này thật sự không. Giống như cái tâm muốn hướng Phật thì phải có ma để thử thách. Tốt, tốt, tốt. Nếu như quý vị đạt đến trình độ đều là tốt. Quý vị nói khuyên người cũng tốt, quý vị không nói câu nào niệm Phật cũng tốt. Nếu như bây giờ người niệm Phật không thì cũng không ai biết được cái việc lý luận đó. Nên người lý luận cũng tốt. Nên mình nghe pháp một vị thầy giảng thì vẫn có những văn tự dạy mình tốt. Hôm nay mình nghe ông thầy này giảng dạy chỉ mình tu cũng tốt. Đừng bao giờ đem quý thầy này lý luận với thầy kia, quý thầy kia lý luận với thầy nọ. Bản thân những đức lúc trước cũng như vậy, càng ngày tu càng ngày càng giảm. Những đức cũng mong người tu của mình càng ngày càng giảm tạo nghiệp, đó là tốt. Lúc trước những đức cũng thẳng lắm, những đức cũng cứng nhắc. Bây giờ bản thân của mình càng ngày càng giảm lại, đó là tốt. Những đức mong rằng một con người tạo tội nghiệp, nghe đạo càng ngày càng giảm tạo tội nghiệp lại, càng ngày càng nhìn mình nhiều hơn, rồi đem những cái tội lỗi mình đem ra, đem câu Phật hiệu bỏ vào, vậy thì quá tốt. Nên mọi người nên trân quý được thân người và gặp pháp môn tịnh độ, cố gắng niệm Phật, cố gắng siêng năng niệm Phật để phát nguyện sanh cực lạc quý vị. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. Ai vậy đâu Phật. Như Đức đang đứng ngay cái mảnh đất mà để hòa thượng chúng ta ngày phát tâm, ngày xây cái đạo tràng 4 để nuôi người già quý vị. Hòa thượng mình
Ngài nói Ngài sẽ làm. Và những đức thấy cái hạnh của Hòa Thượng mình lớn quá, xây những điểm chùa toàn là nuôi người già, rất là ý nghĩa. Cái nơi này Hòa Thượng nói rằng là khi xây lên với tuổi 84 tuổi năm nay của Hòa Thượng, xây xong cái đậu tràng này là Hòa Thượng rất là mãn nguyện. Khi nghe Hòa Thượng nói vậy mình rất là xúc động. Và bây giờ Hòa Thượng đã khai móng rồi quý vị. Bữa nay như là cũng 5-6 cái móng mà đã khai sẵn hết, làm móng sẵn hết. Vì cho kịp lúc này trời chưa mưa để mình làm móng sẵn hết. Rồi khi móng xong hết trơn bắt đầu là xây dựng lên. Và đang móc móng chánh điện luôn. Như Đức đang đứng ngay chỗ cái miếng đất rất là lớn. Và ngôi chùa này ở sẽ được 1.000 người như Hòa Thượng của mình đã dự tính đã xây quý vị. Bữa mừng thọ của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có nói. Và chương trình này hôm nay quý vị biết rồi, Hòa Thượng mình thì ngày xây dựng thì ngày cứ xây thôi. Thì ngày tin làm việc cho Phật Bồ Tát thì sẽ có Phật Bồ Tát gia hộ thôi. Nên còn cái này là chương trình là những đức thấy cái hạnh Hòa Thượng mình làm lớn quá. Những đức xây những công đoạn này để quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta mỗi người niệm Phật, niệm Quan Âm cầu nguyện cho đạo tràng 4 xây dựng được suôn sẻ, mọi mặt đều được tốt đẹp. Có những người người ta thấy cái hạnh Hòa Thượng làm lớn gì, người ta chân thật, người ta phát tâm chung tay với Hòa Thượng. Sẵn sắp sửa Phật đản đến nè, khắp nơi nơi mình về mình cúng dường Tam Bảo phụ trợ cho Hòa Thượng ngày xây. Với tuổi năm nay 84 tuổi rồi mà phát cái hạnh quá lớn, ngày nào sáng tối sáng chiều cũng Hòa Thượng ra đây để mà coi công trình, chỉ đạo công trình móc móng chỗ nào, rồi vị trí nào là nhà ở, vị trí nào là chánh điện, rồi vị trí nào là nhà ăn. Hòa Thượng nói rằng là ngôi chùa này khi xây lên thì cái sân rất là lớn, nguyên cái sân rất là lớn để mà Phật tử có thể những khóa tu hoặc là dịp lễ Phật tử có thể ở và có thể lại vật đồ thì được khoảng hơn 20.000 người cái khu vực của miếng đất này để xây chùa. Thì quý vị biết rằng là niềm vui lớn nhất của những đức là mình có duyên được nuôi người già. Và hạnh phúc rất là lớn là mình có được một vị thầy mà ngài tuy lớn tuổi mà hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, chân thật nhiệt tình phục vụ chúng sanh. Bây giờ 84 tuổi rồi, đúng ra tuổi này là nghỉ ngơi đó quý vị, nghỉ ngơi đó. Nhưng mà Hòa Thượng mình lại còn làm những việc mà quá ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là những cái việc rất quan trọng, ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm. Người xưa có câu nói rằng hầm chết thì để da, người ta chết thì để lại cái tiếc. Hòa Thượng mình thì đến với cuộc đời này, cái hạnh xây chùa của Hòa Thượng, những cái ngôi dạ lam rất là lớn, những cái công trình xây dựng ý nghĩa mà cuộc đời Hòa Thượng đã tạo ra những ngôi chùa để lại cho chúng ta. Khi Hòa Thượng 100 tuổi già giảng sanh cực lạc thì những điểm chùa này cũng tiếp nối để nuôi người già. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi, bao nhiêu mảnh đời cũng được về đây để mà nương tựa. Thì biết rằng chùa chúng ta bây giờ người ở mỗi ngày khoảng 2.000 người, 2.000 người ở trong chùa. Và bao nhiêu người già rồi già cơ nhở đồ đủ hết thành phần hết. Rồi những khóa tu với Quan Âm khi mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người. Rồi người già bây giờ khắp nơi nơi các tỉnh thành đổ xô về đây ở để tu tập. Mà bây giờ Hòa Thượng còn phát cái hạnh lớn mà xây nguyên một cái ngôi chùa lớn như vậy. Vị trí đây nghe nói là 6 dãy nhà đó quý vị, 6 dãy nhà mà mỗi dãy nhà 4 tầng đi thang máy. Và một cái chánh điện chính giữa và phía sau, tuốt phía sau đó là nhà ăn. Nên là
Đây là cái hạnh nguyện của Hòa Thượng rất là lớn. Nhận đức đây là tự Nhận đức quay những công đoạn này. Chứ Hòa Thượng không phải nói xây chùa mà kêu Nhận đức quay lên cho quý vị coi gì. Nhưng mà thật sự quý vị rằng á, mình làm việc thiện, việc tốt quý vị. Mình làm việc thiện, việc tốt mà mình rủ nhiều người. Mà bao nhiêu con người người ta chung tay thì nó tốt quá. Thí dụ như giờ đi, mình đi làm một việc thiện, mình rủ nhiều người làm việc thiện thì điều này quá tốt. Thì cái thiện nó nhân lên rất là lớn. Mình làm một việc ác mà mình rủ nhiều người đi làm ác thì cái ác của mình rất là lớn. Nên bây giờ cái việc ý nghĩa này đặc biệt quá. Nên nhiều người thấy được thì có những người chúng ta cũng muốn trồng cái hạt giống nơi mảnh đất phù sa. Thì dưới cái hạnh Hòa Thượng năm nay 84 tuổi rồi mà còn phát tâm xây những điểm chùa gì mà toàn là nuôi người già nha quý vị. Quý vị đi về chùa mình quý vị thấy rõ ràng cái lễ viếng Quan Âm mà chương trình mấy chục ngàn người, người già mỗi ngày ở niệm Phật bốn thời xuyên suốt. Thì khi ngôi chùa này xây trong vòng khoảng hơn 2 năm xong thì bây giờ Như Đức đã nhận người già rồi. Bây giờ Như Đức đã nhận người già khắp nơi nơi rồi để mà ở rồi, để khi mà đạo tràng này xây xong là đưa các cụ qua vị trí này, hình thành ngôi chùa rất là mau. Quý vị thấy bây giờ đây xe máy múc đồ móc móc rồi, nghĩa là công trình rất là vĩ đại quý vị, rất lớn. Thì quý vị cứ nghĩ ngôi chùa mà ở mà 1.000 người cũng không đơn giản, rất là lớn. Chào lên. Nay quay mấy công đoạn. Bây giờ mình lấy được mấy cái móng rồi anh? Dạ 6 cái rồi thầy. 6 cái móng hả? Dạ. Giờ móng chánh điện nữa 7. Móng chánh điện, chánh điện là chính giữa đây. Dạ chánh điện này vô đang móc lại. Còn đây là 6 cái móng rồi. Dạ 6 cái rồi. Mà đây là mình xây 4 tầng hết hả? Dạ. Xây 4 tầng hết. Dạ 4 tầng hết. Đây là anh lên, ảnh đang coi công trình đây quý vị. Xây dựng đây anh coi hết, chỉ đạo đây xây dựng hết luôn. Anh nói là đây đã móc được 6 cái móng rồi. Trong lúc này là trời chưa có mưa. Dạ. Mình móc sẵn hết trơn chứ trời mưa nó sạt lở. Dạ. Dạ, nó ấy lắm. Dạ, giờ móc trên điện nữa đò làm luôn chứ không nó mưa. Rồi bây giờ là mình làm móng xong, bắt đầu là mình móc trên điện cái nữa là mình xây luôn phải không? Dạ, giờ hiện tại giờ cũng đang đóng trụ, chuẩn bị dựng trụ xây. Trước rồi ai làm đó làm đây, ai làm đây làm. Nó nên là ủa cái này là nguyên, cái này là cái xăng của mình hả ta? Dạ, xăng từ đây về đó gần 100 mét thầy. 100 mét. Dạ. 100 mét cái xăng. Mới tới á. Còn mét ngang này là 100 mấy rồi, gần 200 rồi. Quá lớn, rồi thêm tuốt ngoài kia, cái mảnh đất ngoài kia dạ, trước dạ. Đó cũng của mình mà phải không? Dạ dạ. Đó, nên đây là ảnh coi công trình xây dựng ở đây và ảnh đứng chỉ đạo xây luôn đó quý vị. Lên. Dạ. Nên bữa nay những đứa quen công đoạn này, quý Phật tử khắp nơi nơi người ta cũng coi được. Dạ. Thì cái việc tốt mà Hòa Thượng xây nuôi người già mà. Dạ. Thì cho nhiều người ta biết, người ta có những người ta chung tay Hòa Thượng. Dạ. Người ta về người ta cùng chung tay Hòa Thượng, hùng hợp với Hòa Thượng để tu duyên tu phước cho nó mau công trình này trong vòng 2 năm không? Dạ cỡ đó. 2 năm là ngôi chùa này xong ha. Dạ. Đây là giống như mình nhanh nhất rồi đó quý vị. Dạ. Kinh phí đồ đầy đủ mà xây mới 2 năm đó. Dạ. Cái gặp người ta mà không có tiền thì chắc xây 10 năm chưa xong nữa. Dạ. Đúng không? Quá lớn mà ha. Dạ lớn quá. Nó nên là cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mấy anh em làm việc đây có sức khỏe, mọi việc tốt đẹp suôn sẻ, làm được cái công trình này, bao nhiêu người già được ở phước duyên thù thắng ha. Dạ. Chúc anh an lạc, ai dạ. Với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Nên đó là anh lên, anh rất là hiền dễ thương, làm cho chùa có tâm, từ Phú Yên hay quý vị, quê anh Phú Yên, cũng là vô đây xây dựng rồi đứng coi công trình rồi. Chỉ đạo xây dựng đồ này kia. Quá rộng quý vị. Cái ngôi chùa xây mà còn nguyên một cái xăng rất là lớn. Xăng lớn lắm luôn. Để mà cho Phật tử có thời gian tu tập đồ này kia. Đây là những cái móng chùa quý vị. Đây là móng nhà ở cho các cụ nè, nguyên vị trí móng. Đây là một cái nhà, đây là móng rộng rồi sang sẵn rồi nè, là 4 tầng. Thì quý vị coi
cái nhà Ton, cái khu vực nhà đạo tràng ba thì thấy rồi đó. Đạo tràng ba mà mình ở bên đó, bây giờ hiện tại khoảng 750 người ở bên. Thì 4 tầng đó, thì đây là một cái nhà 4 tầng nè. Mà bây giờ được 3 cái móng nhà 4 tầng là bên đây. Bên kia 3 dãy nhà 4 tầng nữa là 6 cái nhà. 6 nhà 4 tầng. Mỗi một cái nhà 4 tầng là 2 cái thang máy. Là 6 dãy nhà 4 tầng lại vì tính đi là 12 cái thang máy quý vị. Đó. Nên nhà 4 tầng này mà nếu người già ở mà không có thang máy cũng đi không nổi đó quý vị ơi. Nên là khi mà bây giờ quý vị coi chương trình này là xác thực, bà Thượng nói là làm 100%. Bữa mừng thọ bà Thượng đã nói năm nay ngày phát nguyện ngày xây đậu tràng 4 mà. Bây giờ quý vị thấy bà Thượng ngày nói ngày làm. Mà bà Thượng không có kêu những đức mà quay cái này nghe, những đức là thích là cái giống như cái gì mà tốt, cái gì mà lợi ích là những đức thích quảng bá lên để cho nhiều người biết, để mà cùng chung tay với nhau. Giống như mình đi làm một việc thiện mà rủ nhiều người làm việc thiện thì tốt quá. Mình làm việc thiện mình rủ người ta thôi, mà người ta làm mình chỉ người ta làm nhiệt tình thôi, bản thân mình cũng có duyên có phước. Nên như đức thích tu duyên tu phước vậy đó. Mình không có chứ, hòa thượng thì có đức có phước thì ngày làm, bây giờ mình chỉ có lời nói để mà giống như phát động chương trình. Nên quý vị khắp nơi nơi có dịp về cộng tu, hoặc là khắp nơi nơi mình không về đây được đi chăng nữa thì cũng chung tay hòa thượng được. Còn dịp về chùa thì cúng dường Tam Bảo rồi đó, với mấy cái thùng xây đậu tràng 4 rồi đó, thì thấy được thì quý vị cứ bỏ vào đại vậy đó. Rồi hòa thượng ngày xây dựng bây giờ cứ làm suốt thôi quý vị coi, mà bao nhiêu cái móng chùa làm quý vị coi, xe cộ đồ toàn làm máy móc. Cái này mà nói mà sức người làm cũng lâu lắm quý vị. Nãy hỏi anh lên mà nói trong vòng 2 năm giờ mà xây mới xong. Không đơn giản. 2 năm xuyên suốt luôn mà mỗi tuần vậy mà trả tiền không đơn giản. Bởi vì mình nói rằng là có khi chùa cao Phật lớn mà để cho người ta được ở tu, người già được ở, có nhiều người già mà cả đời người ta chưa bao giờ được ở nhà cao cửa rộng. Hòa thượng xây lên những điểm nhà mà rộng lớn gì, mấy cụ được ở mát mẻ rồi thì tuổi già được nương tựa, về thăng tâm được bình an, và cuối đời được hộ niệm đưa tiễn đi về cực lạc. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt, thù thắng vô cùng. Mà hoàn cảnh này xung quanh đa phần chùa ấy vậy. Hoàn cảnh này là xung quanh đa phần là chùa. Rồi ở đây mọc lên cái ngôi chùa này, mà ngôi chùa này là chắc những đức nghĩ lớn á. Thì ngôi chùa ở ngàn người mà quý vị, ngàn người rất là lớn, không có giỡn đâu. Nó dài tuốt dưới đó luôn, miếng đất rất là lớn. Đó, rồi gạch đồ quá trời luôn. Bên đây là nguyên một dãy nhà một hàng, thấy không? Rồi bên kia một dãy nhà, bên kia một hàng, chính giữa là chánh điện, hai bên dư mấy chục thước từ chánh điện qua dãy nhà. Quý vị coi, nếu mà lại Quan Âm hay khóa tu thì thôi, trong chánh điện tu và xung quanh mình lại Phật thôi, đúng là hoành tráng, đặc biệt vô cùng. Những đức nói đây là những điểm đặc biệt mà mình xác thực rồi. Bây giờ như là hộ pháp chùa Thượng Xây nè, bây giờ nuôi mỗi ngày 500 người ở bên đó cố định nè. Đạo tràng ba và Thượng Xây nè, 750 người đang ở nè, tu ngày 4 thờ. Đại Tùng Lâm mỗi ngày cũng 1.800 người ở đây nè. Rồi hòa thượng nuôi hết trơn toàn bộ. Thì vị biết rằng là cái hạnh phát lên vậy. Mà bây giờ mà tuổi già 84 tuổi mà còn xây thêm cái ngôi chùa mà ở cả ngàn người này, đúng là ý nghĩa cuộc đời. Nên như Đức thường đọc bài kệ, cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nên phát nguyện làm việc thiện, có Phật Bồ Tát gia hộ. Nên những đức cũng cầu nguyện Tam Bảo và thượng mình có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài, để mình nương vào cái đức của hòa thượng để hành đạo, giúp cho chúng sanh. Nên mong nhiều người coi công đoạn này. Dù mình không có tiền cúng dường gì hết, nhưng bằng một cái tâm niệm một câu Nam Mô với Đạo Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho cái hạnh nguyện hòa thượng được viên mãn, làm lợi ích cho chúng sanh. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi được nương tựa cái ngôi Tam Bảo mà có tâm huyết nuôi người già. Mình chỉ cầu nguyện cho ta mình cũng có phước quý vị. Còn thí dụ như mình có điều kiện chung tay hòa thượng xây chùa, còn không có thì mình chỉ cần niệm một câu Nam Mô với Đạo Phật. Mình tu tập mỗi ngày, mình cầu nguyện cho những cái công trình này được suôn sẻ mọi mặt, được lợi ích cho chúng sanh, từng đời người già được nương tựa và ở tu quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc những đức sẽ qua bên kia cho quý vị coi thêm mấy cái công trình đang xây bên kia nữa. Nhà toan đang xây, rồi vị trí nhà văn hóa dọn một vị trí rất lớn. Nên chuyến này lễ của Quan Âm Bồ Tát, vì về lễ 19 tháng 6 sẽ hoàn toàn thấy có một hoàn cảnh cực kỳ khác và đang làm nhà vệ sinh thêm. Nghĩa là Hòa Thượng lo từng chút cho quý vị hết. Nên chúng ta chỉ cần mang tâm tùy hỷ thôi quý vị, dưới cái hạnh nguyện lợi ích cho chúng sanh như vậy, niệm niệm vì người. Dù Hòa Thượng có xây bao nhiêu ngôi chùa thì Hòa Thượng vẫn ở cái giường nho nhỏ thôi, ở cái giường nho nhỏ thôi. Nếu như bây giờ tiền người ta đưa mình mà mình cắt, mình giấu, mình không làm thì mình có tội rất lớn. Nhưng nếu tiền người ta đưa mà Hòa Thượng chân thật làm thì cái này quá thù thắng. Hòa Thượng năm nay cũng 84 tuổi rồi, tuổi những đức còn có tiền rồi, khi còn thích vui chơi này kia chứ. Ngoài như Hòa Thượng 84 tuổi thì không còn nghĩ gì hết. Một ngày ăn có một buổi trưa, tối ngủ 2-3 tiếng. Cuộc đời người cũng không có còn mong muốn gì, chỉ mong là Phật ấy đại rước gì cực lạc. Còn thời gian ở cuộc đời này thì làm việc ý nghĩa thôi quý vị, chỉ vậy thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.